Tiền của tao đâu? Tiền của fan đây. Tổng cộng có 138 túi như này. Đây 100% là dự án ma. Đây không phải dự án ma. Có sổ hồng sổ đỏ đàng hoàng. Tất cả đều hợp pháp hết. Tao cấm mày nhắc cái tên gì cả. Tao sẽ lấy dự cho tao. Mày nghe chưa? Em xin lỗi anh. Anh cho em rời khỏi chợ cá đi. Giá như mà em ngăn ảnh lại thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày. Mày nghĩ nó chịu ngồi yên một chỗ cho mày bắt hả? Mấy anh trả tôi tới đây chìa. Chó. Tất cả là kế hoạch của mày. Chúng tôi biết anh cũng chỉ là thế thân cho người khác. Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi. Mời anh theo chúng tôi về phường để làm rõ vụ việc. Mời anh. Dạ. Đến bây giờ mình chưa thấy được cái sai của mày nữa hả? Tôi thấy anh sai thì có. Anh lớn mà anh sống bậy quá à. Còn mày nữa.